Khán giả phản ứng vụ các tường xin lỗi vì quảng cáo sai sự thật, ngày 24 tháng 9, các tường lên tiếng vụ quảng cáo sai sự thật sau 8 tháng im lặng, bị truyền thông phản ánh, cô thừa nhận quảng cáo lố, thổi phòng công dụng của sản phẩm gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Nhất là sản phẩm sữa được lan truyền tràn lan trên mạng xã hội, được cô quảng cáo có thể điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường, khiến nhiều người gọi là thần dược, việc này khiến khán giả phản ứng mạnh, yêu cầu tẩy chay, tôi nói, lấy uy tín của mình ra đảm bảo chất lượng sản phẩm là sai. Tôi không sản xuất thì không thể đảm bảo được. Tôi biết được đúng cái nào, sai cái nào. Cho nên nói tôi tiếp tay lừa đảo, giả mạo rất nặng. Tôi xin mọi người đừng có quy chụp, các tường nói, sau khi xin lỗi, các tường tiếp tục tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng nghệ sĩ hiện nhận lời quảng cáo bất chấp vì các xê cao, theo tôi thì không nên để nghệ sĩ, diễn viên đóng quảng cáo, một phần kiến thức của họ có hạn, không phải là tất cả, thứ hai là họ bất chấp vì đồng tiền. Cứ sai rồi xin lỗi. Lần sau lại sai tiếp lại xin lỗi là xong, một độc giả bình luận trên Tiền Phong đồng ý kiến, nhiều độc giả cho rằng nghệ sĩ phải lường trước được những gì xảy ra sau khi nhận lời quảng cáo nhất là việc thổi phòng công dụng gây nguy hiểm vì nhiều người lớn tuổi không có khả năng tìm kiếm thông tin trên internet tin vào quảng cáo vì các tường bảo dùng hiệu quả